Nay mình nói lên cái vấn đề trồng sầu riêng ở trên những cái khu vực vùng đất cát. Những cái khu vực trồng ở trên đất cát ấy, thì chúng ta thấy là thường là đất sẽ bằng phẳng. Mình thì ở tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Phước có rất nhiều dòng đất, không? Đất đất cát pha, đất cát cát trắng. Rồi là đến cả những cái dòng đất đỏ trên khu vực Bù Đăng, Phước Long, rồi Thuận Phú, Đồng Phú đó. Thứ hai nữa là các cái dòng đất mỡ gà. Thì nên này mình nếu cái đấy mình sẽ nói sau. Còn mình nói về cái đất pha cát. Đây chủ yếu khu vực Trân Thành. Hai nữa là khu vực Bình Dương và cái khu vực Hớn Quản dọc xuống cái phần của tỉnh của huyện Lộc Ninh. Đất pha cát thì chúng ta phải quan tâm nhất là giữ độ ẩm cho đất khi mình trồng cái sầu riêng. Trồng xong chúng ta phải tủ ẩm, phải để cỏ tốt và cỏ phát rồi này. Những cái cỏ này mình phát ra thì mình lấy xem rất tấp vào trong đây, trong gốc. Giờ cây này thì nó lớn rồi nhưng mà lúc nhỏ là phải phủ kín, phủ kỹ và luôn luôn tưới và kiểm tra cái độ ẩm đất. Nếu cái đất này nó nắng lên tiếng hay tiếng là nó sẽ rất là nóng, nó nóng thì dẫn đến cái việc mà sẽ hại tổn hại đến cái rễ rễ tơ ở dưới 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 đó. Thì đối với cái đất cát là chúng ta phải trồng cao, thì tính mặt bằng lên thì khi bắt đầu trồng thì cao lên khoảng 40 45 phân gì đó, rồi dần dần thì nó sẽ theo cái độ lún cơ học thì nó sẽ thấp xuống như thế này. Các bạn nhìn thấy cây sầu riêng này mới có hơn 4 năm tuổi thôi, nhưng cái gốc ghép này nó phải phình đều, mình chăm sóc sao là rễ thứ nó phải cái gốc nó phải như hình ngũ sao này đó, và từ cái mắt ghép thứ nó lên nó phải đều cả thân cây này, không cây rạn rĩ hồng hào. Vườn này là xài theo hướng hữu cơ và có xả sử dụng cái chất cải tạo đất si của bên mình cung cấp. Hôm nay là được 3 năm rồi. Cái hai nữa là khi mà trong cái vùng đất cát đó, đó là mình phải làm cái hệ thống chống 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 ngập úng, chẳng hạn như đào mương, đào rãnh, hay là đắp mô cao. Đây mương rãnh giờ nó cũng thấp mấy nữa, cũng phải móc móc xuống nữa này. Đó, để thoát thoát nước tốt. Hệ thống tưới thì cũng phải đảm bảo phủ vườn là càng tốt. Tốt nhất là nó nên lên nên nên làm phủ vườn. Đây cái bếp này là phủ vườn này. Là tuyệt đối không có sử dụng thuốc diệt cỏ nhé.